AGRI Doctor TV, kênh thông tin nông nghiệp tổng hợp. Hôm nay, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ về phân lân có tác dụng gì qua video sau đây nhé. Đầu tiên, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ về phân lân là gì? Phân lân là một dạng phân bón vô cơ phổ biến và cần thiết cho cây trồng, có chứa nguyên tố dinh dưỡng chính là phốt phô. Thành phần dinh dưỡng chính này tồn tại dưới dạng ion phốt phát, dùng bón cho cây trồng. Phân lân được đánh giá là một trong những nhân tố quan trọng giúp thúc đẩy mạnh các quá trình sinh trưởng, phát triển của cây. Thiếu hay thừa lân đều để lại hậu quả không tốt cho cây trồng, nó được coi là chất cần thiết nhất cho sự sống của cây trồng. Phân lân kết hợp với hai loại phân vô cơ là phân đạm và phân kali sẽ tạo thành hỗn hợp cùng lúc cung cấp cho cây các nguyên tố dinh dưỡng. Nguyên liệu để sản xuất phân lân thường dùng đó là quặng apatit và phosphoric. Tiếp theo, ta cùng tìm hiểu về tác dụng của phân lân nhé. Vì lân có thể tạo nên nhân tế bào, điều này ảnh hưởng và tác động mạnh mẽ đến việc kiến tạo nên hoạt chất hình thành mầm hoa và đẻ nhánh, phân cành, ra hoa kết trái. Ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển đường, tinh bột tích lũy về hạt và các bộ phận của chất nguyên sinh. Giúp cho cây trồng chống được các loại thời tiết khắc nghiệt, lạnh, nóng, hạn hán, ngập úng và tránh được dịch bệnh. Tham gia vào quá trình phát triển bộ rễ, quá trình quang hợp và hô hấp. Có tác dụng giảm thiểu tác hại của việc bón thừa đạm. Còn có tác dụng đệm, làm cho cây chịu được tính chua, kiềm của đất. Tiếp đó, cùng tìm hiểu xem phân lân gồm những loại nào nhé. Phân lân được chia ra hai loại là phân lân tự nhiên và phân lân hóa học. Về phân lân tự nhiên, là sản phẩm tự nhiên được sản xuất từ các chất thải hữu cơ của động vật và thực vật. Chứa các thành phần dinh dưỡng tự nhiên, giàu chất hữu cơ và các khoáng chất cần thiết cho cây trồng. Được hấp thụ và sử dụng dễ dàng hơn trong đất, cải thiện cấu trúc đất và tăng sự sống động của đất. Tuy nhiên, phân lân tự nhiên có thể không đảm bảo đầy đủ các thành phần dinh dưỡng cần thiết và có thể chứa các vi sinh vật gây hại. Về phân lân hóa học, là sản phẩm được sản xuất nhân tạo từ các hợp chất hóa học như amonic và axit phosphoric. Cung cấp các thành phần dinh dưỡng chính xác và đáng tin cậy cho cây trồng. Tuy nhiên, phân lân hóa học có thể gây ô nhiễm môi trường và có thể gây hại cho sức khỏe con người và động vật. Nếu sử dụng quá nhiều, phân lân hóa học có thể làm giảm độ pH của đất và gây ra tác động tiêu cực đến đất và cây trồng. Vì vậy, phân lân tự nhiên được coi là một lựa chọn tốt hơn nếu muốn sử dụng phân bón tự nhiên cho cây trồng. Trong khi đó, phân lân hóa học được sử dụng phổ biến hơn trong nông nghiệp công nghiệp và được đánh giá cao về tính hiệu quả và độ chính xác. Tuy nhiên, khi sử dụng phân lân hóa học, cần chú ý đến liều lượng và cách sử dụng. Kế tiếp là về biểu hiện của cây trồng khi thiếu hoặc thừa lân. Về biểu hiện khi cây thiếu lân, chúng ta sẽ thấy phần lá sẽ bị rụng nhiều hơn thông thường, cành lá còi cọc sinh trưởng kém, màu sắc chuyển đổi nhanh chóng từ xanh đậm chuyển sang vàng và cuối cùng là sang tím đỏ. Vì thiếu chất dinh dưỡng nên rễ cây sẽ phát triển chậm, thân cây bé và ảnh hưởng đến quá trình quang hợp. Khi cây trồng thiếu lân sẽ làm giảm khả năng tổng hợp chất bột dẫn đến sẽ cho ra quả ít hơn, hoa khó nở, quả chín chậm và dễ bị nấm bệnh tấn công. Giảm khả năng chống chịu các ảnh hưởng từ thời tiết bất lợi, dễ đổ ngã và dễ bệnh dẫn đến năng suất thấp. Cây trồng nếu thiếu hàm lượng lân thì sẽ tự động tích lũy chất đạm theo dạng nitrat, đây là chất ảnh hưởng đến việc cây trồng tổng hợp protein. Khi quá trình tổng hợp protein bị cản trở sẽ làm cho phần lá bị nhỏ lại, bản lá bị hẹp đi và dựng đứng lên. Về biểu hiện khi cây thừa lân, cây thừa lân sẽ ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và thừa sắc tố,
đồng thời sẽ làm cho cây trồng thiếu đi kẽm và đồng. Khi thừa phân lân sẽ làm cho quả chín quá sớm và gây ức chế sinh trưởng. Cuối cùng, ta cùng tìm hiểu về cách bón phân lân đúng cách nhé. Bón phân theo loại đất. Tùy thuộc vào tính chất và độ chua nhiều hay ít của đất mà lựa chọn loại phân tương thích. Đối với nhóm đất có tính chua, chúng ta nên lựa chọn phân thiên nhiên. Đối với nhóm đất bị bạc màu, đất nhẹ, nghèo magie, chúng ta nên dùng phân lân nung chảy. Và nên dùng phân super phosphate cho nhóm đất kiềm trung tính. Bón phân theo đặc điểm cây trồng. Đối với cây lúa, chúng ta nên bón phân lân nung chảy hoặc thiên nhiên. Đối với các cây trồng cạn, nên bón super lân và bón theo hàng theo hốc. Ngoài ra, cũng cần kết hợp bón phân NPK cùng với phân bổ sung các nguyên tố vi lượng thiết yếu. Vì khi bón quá nhiều lân có thể khiến cây bị thiếu một số nguyên tố vi lượng. Bón phân theo thành phần cơ giới của đất. Dạng đất thịt thì khi bón phân lân sẽ bị giữ lại, vì vậy chúng ta cần phải bón theo hàng và loại phân nhanh hấp thụ. Cần phải kết hợp giữa việc bón phân lân cùng với phân chuồng theo đúng tỷ lệ 2% đối với loại super lân, 3-5% đối với loại phosphory. Và cần phối hợp thêm giữa super lân với các loại phân lân khác để tăng cao hiệu quả. Ngoài việc bón phân đúng cách thì người canh tác cần phải lưu ý quan sát tình hình cây trồng trong quá trình sinh trưởng để hạn chế rủi ro, kịp thời ngăn chặn và cải thiện ngay các vấn đề gây ảnh hưởng xấu trong quá trình canh tác. Điều cần chú ý tiếp theo đó là việc hạn chế sử dụng các loại phân hóa học. Chúng tôi khuyến khích người canh tác sử dụng phân vi sinh và phân hữu cơ nhiều hơn. Agri Doctor TV xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đón nhận của các bạn trong những video tiếp theo.